Xin được chào tất cả các bạn thân mến nhé. Trên tay tôi đang cầm đây là cái bo dàn nóng của điều hòa Daikin GA410, hàng nội địa sử dụng điện áp 100V. Thì video này chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về cái bo dàn nóng này, cái cấu tạo của cái bo này gồm các khối và các linh kiện trên cái đường mạch của cái bo này để phục vụ vấn đề sửa chữa. Thì như các bạn đã biết, để sửa chữa một cái bo mạch bất kỳ, khi chúng ta cầm một cái bo mạch như này, chúng ta phải biết chúng ta đang cầm cái bo mạch gì, trong cái bo mạch này nó gồm những khối gì, những linh kiện này nó thuộc những cái đường mạch nào. Để khi một cái bo mạch nó lỗi, dựa vào biểu hiện của máy, dựa vào mã lỗi, thì chúng ta sẽ kiểm tra được từng cái đường mạch. Thì muốn biết được là cái cấu tạo của cái bo này, trên này gồm những khối nào, những linh kiện nào để tạo ra cái đường mạch, có chức năng gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo của cái bo này. Thì giống với một số các máy điều hòa inverter, thì để cấu tạo ra cái bo dàn nóng này gồm những cái khối cơ bản. Thứ nhất đó là khối nguồn xung, khối thứ hai là khối giao tiếp, khối thứ ba là khối điều khiển máy nén để hiệu suất, khối thứ ba là điều khiển quạt dàn nóng, khối thứ tư là khối điều khiển van đảo chiều. Ở cái bo này là bo mạch hai chiều, mạch điều khiển van tiết lưu, các sensor và một số các mạch bảo vệ cho con IC công suất quạt, IC công suất điều khiển máy nén. Thì đó là toàn bộ cấu tạo chung. Nhưng để nhận biết được những cái đường mạch đó, những cái mạch bảo vệ, những cái đường điều khiển đó nằm ở đâu để chúng ta kiểm tra, thì chúng ta phải nắm biết được thì chúng ta mới sửa chữa được. Vì vậy video này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nó có những mạch chính gì trong cái bo này, nó gồm những linh kiện nào. Thì chúng ta sẽ đi vào cái khối đầu tiên tôi sẽ giới thiệu các bạn, đó là khối nguồn xung trong cái bo dàn nóng này. Thì đây là cái cầu kết nối vào cái bo dàn nóng, chúng ta thấy có 3 dây, dây màu đen và dây màu trắng. Đây là dây cái đường cấp điện AC 100V và dây màu đỏ là dây tín hiệu data giao tiếp giữa bo dàn nóng và bo dàn lạnh. Thì khối nguồn xung thì từ cái nguồn cấp vào AC 100 đi vào cái tụ bảo vệ quạt áp, đi qua mạch lọc nhiễu gồm tụ, cuộn dây. Một đường sẽ đi thẳng vào cầu diode chỉnh lưu. Một đường sẽ đi qua cuộn dây AC. Đây là hai cái châu kết nối với cái cuộn dây AC. Cuộn AC này có tác dụng bảo vệ IC công suất nhé. Khi có cái điện áp 100V cấp vào cầu diode này, thì cầu diode này sẽ chỉnh ra lưu ra cái điện áp DC. Và cộng với cái mạch nhân đôi điện áp của cái bo này thì được lọc trên cái tụ, ba cái tụ tạo ra cái điện áp của gần 300V. Khi có cái điện áp 300V này, nó sẽ chia ra những nhánh sau. Nhánh thứ nhất là cấp 300V cho con IC công suất điều khiển máy nén. Tiếp tục một nhánh cấp cho IC công suất điều khiển quạt dàn nóng. Nhánh tiếp theo cấp cho toàn bộ khối nguồn xung. Nguồn xung thì gồm có biến áp xung, IC nguồn, một số diode, tụ điện, IC ổn áp 5V. Thì nguồn xung trong cái bo này thì sử dụng lấy ra 3 nguồn bên tư cấp. Thứ nhất là nguồn 15V nuôi cho mạch deliver của IC công suất điều khiển máy nén, IC công suất điều khiển quạt. 12V cấp cho dơ le, IC đỏ, van tiết lưu. Và cái đường 5V cấp cho vi xử lý, một số cái mạch bảo vệ và một số con sensor. Thì đó là toàn bộ khối nguồn xung trong này nhé. Cái khối thứ hai chúng ta quan tâm đến cho cái bo mạch này, đó là khối giao tiếp. Thì đây, góc bên đây phải, phía trên đây chúng ta thấy có hai con photo quang kết hợp với một số con đèn diode điện trở tụ điện. Đây là toàn bộ cái mạch giao tiếp. Thì cái mạch giao tiếp này muốn hoạt động thì phải có nguồn cấp. Thì chúng ta nhìn từ một cái đường AC qua diode chỉnh lưu để lọc trên cái tụ điện này, để tạo ra một cái điện áp DC để cấp cho cái mạch giao tiếp. Đây là toàn bộ cái mạch giao tiếp nhé. Cái khối thứ ba là cái mạch điều khiển van đảo chiều. Ở cái đời mạch này là có hai chiều nên phải có van đảo chiều. Thì cái jack kết nối S80 đây là kết nối với cái van đảo chiều. Thì để điều khiển cái van đảo chiều này thì
Nó có những linh kiện sao? Thứ nhất nguồn cấp, hai con đèn, một số diode điện trở tụ điện và một cái dơ le này. Đây là toàn bộ cái mạch điều khiển van đảo chiều. Tiếp đến cái khối thứ tư tôi nhắc đến là khối điều khiển quạt dần nóng. Ở cái đời này nó sử dụng, đây là con IC điều khiển quạt dần nóng. Đời này sử dụng quạt 3 pha UVW thì cái S7, cái jack S kết nối S70, đây là cái jack kết nối ra quạt 3 pha UVW và 4 chấu này, trong đó có 2 chấu cấp nguồn 12V và 2 đường phản hồi từ quạt về vi xử lý. Thì con IC 8 chân nằm cạnh con IC quạt này. Đây là con IC bảo vệ quá dòng cho con IC quạt. Một số cái điện trở tụ điện đường bót và một số cái điện trở để điều khiển quay xương suất này. Cái khối thứ 5 chúng ta nhắc đến đó là khối điều khiển máy nén. Đây là con IC điều khiển máy nén. Đây là cái 3 chấu kết nối với cái máy nén UVW, 3 tụ bót diode. Đó. Con L129, đây là con điện trở thoát mát tầng công suất. Trước khi thoát mát thì người ta sẽ cho đi qua con điện trở này, gọi là con điện trở sân, thì lấy cái điện áp rơi này thì đưa vào một số cái mạch bảo vệ như bảo vệ mất pha, bảo vệ qua dòng trực tiếp, bảo vệ qua dòng gián tiếp cho con đi sản xuất này. Đấy. Thì chúng ta nhìn trên mạch đây, chúng ta thấy có một con IC ký hiệu trên bo mạch là IC6, con IC này 5 chân, lấy tín hiệu từ điện trở sân, điện áp rơi này. Đây là cái mạch bảo vệ mất pha cho con đi sản xuất này. Để bảo vệ cho con IC quất, tiếp tục còn hai cái mạch bảo vệ nữa. Ở dưới phía mạch này chúng ta thấy có hai con IC 8 chân nhỏ dán ở gần con IC sản xuất này. Chúng ta thấy con IC 11. Đây là con IC bảo vệ qua dòng trực tiếp cho con IC sản xuất. Tiếp đến là con IC 5 này, là con IC bảo vệ qua dòng gián tiếp cho con IC sản xuất. Từ cái nguồn cấp cho IC sản xuất, cấp cho nguồn xung, cấp cho quạt thì chúng ta thấy trích ra một loạt các điện trở từ R39 cho đến R44. Đây là cái mạch OBV, đây là cái mạch theo dõi cái điện áp 300V cấp cho công suất, cấp cho nguồn xung. Cái jack S90, đây là cái jack kết nối với 3 con sensor. Con sensor ngoài trời, nhiệt độ ngoài trời, con sensor dàn nóng và con sensor đầu đẩy của máy nén. S2 này là cái chấu kết nối ra van điều khiển van tiết lưu. Thì đây là con IC vi xử lý. Vi xử lý để điều khiển cái toàn bộ cái dàn nóng này, gồm điều khiển công suất máy nén, điều khiển công suất quạt. Chúng ta thấy con IC 8 chân ghi trên bo mạch là IC3, đây là con IC nhớ. Con IC 5 chân nhỏ nhỏ đây, nó ghi IC2, đây là con IC reset nhé. Như vậy thông qua cái video này chúng ta cùng tìm hiểu về cái cấu tạo của cái bo dàn nóng đa kin nội địa này. Nó gồm những cái khối gì và những linh kiện chính trên cái bo này nó có nhiệm vụ gì, nó ở cái đường mạch nào. Thì cái vấn đề tìm hiểu sơ qua này thì phục vụ chúng ta tìm hiểu cái bo này để chúng ta sửa chữa cho cái bo mạch. Thì chúng ta trong quá trình sửa chữa chúng ta lỗi thì chúng ta phải biết được mạch điều khiển quạt ở đâu, mạch điều khiển công suất ở đâu, mạch giao tiếp ở đâu, những linh kiện nào, mạch điều khiển van tiết lưu đảo chiều, một số các mạch bảo vệ qua dòng, qua áp, qua nhiệt nó nằm ở đâu để chúng ta lỗi chúng ta còn biết kiểm tra. Thì đó là cái vấn đề cơ bản nhất trong cái một người thợ sửa chữa, là chúng ta phải nắm được tối thiểu nhất là chúng ta phải nắm được cái cấu tạo sơ đồ mạch, những linh kiện trên cái đường mạch đó.
để chúng ta kiểm tra nhé. Video này tôi lại xin được dừng ở đây. Lại hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Video sau sẽ chia sẻ với các bạn một số cái mạch cơ bản trong cái bò dàn nóng Dakin nội địa này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.